1:50 bên này bay mọi người nha. Ô đây đồ, đây đồ, đây đồ, đây đồ, đây đồ, đây đồ. Đây đồ. Ok rồi cả nhà ơi. Đấy. Chiều em. Ôi con lại các cụ rồi. Thấy không, thấy không? Có lần sáng nay mình khấn con lành chưa? Đây là vì thay nước các cụ sạch sẽ nghe, các thứ. Rồi xong rồi, về 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 cầm tay đây mọi người. Lôi bố lôi thằng chết. Thằng chết con bế vào trong mình. Bế vào phòng trà ngồi thôi. Yên tâm rồi, yên tâm rồi. Đây giờ có cái tấm này là được này. Đấy. Tấm vé lên tàu bay đây mọi người. Cái gì lên đúng không? Economy. Okay. Lên tới tới mọi người cùng ngồi nhá. Lên cùng ngồi gần nhau rồi nhỉ. Không, chắc con này sẽ ngồi gần nhau. Chắc con này ngồi gần nhau. Ui từ giờ thì đu sau cánh được cái cho lên máy bay là đu lên về thôi chứ. Giờ thì quan trọng thì ngồi gần nhau này. Số bao nhiêu? Số bao nhiêu? Chắc là không ngồi gần nhau. Số bao nhiêu? 12 á. Số mấy mấy? Số gần cuối không ạ? Số giờ gần nhà vệ sinh nữa. Ngồi nhà vệ sinh nữa. Giờ cho ngồi nhà vệ sinh về được. Ôi Lý ơi, sao không có cái chưa? Giờ mới sao? Ông già ông già ông già.